Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục làm khởi công thêm một cây cầu mới nữa, đó là cây cầu yêu thương số 5. Thì ngày hôm trước là Yến có chia sẻ về cái cây cầu này, thì cũng hôm nay Yến đã nhận được đủ số tiền của chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Và hôm nay thì ngay ngày khởi công thì Yến cũng công bố luôn, tranh thủ làm sớm cho bà con. Tại như hôm trước Yến cũng nói thì ở đây là cây cầu này thì cũng rất là quan trọng với bà con. Bà con là thường xuyên qua lại, nhưng mà cái cây cầu cây có sẵn đó, thì hôm bữa Yến có quay cho cô chú anh chị xem đó, thì cây cầu cây này nó rất là nguy hiểm luôn. Hiện tại thì cô chú anh chị thấy không, nó rất là cao. Hôm bữa thì Yến đứng ở bên kia Yến quay đó, bữa nay Yến qua bên đây thì cô chú anh chị thấy bên kia đã gãy rồi, cái đoạn đi bên kia đã gãy luôn rồi đó. Hôm nay Yến vô là thấy gãy luôn đó. Hôm bữa mình đi là mình thấy nó gung ginh, bữa nay gãy. Và đoạn ở giữa bữa nay Yến thấy là nó bị mục rồi kìa. Đó, mấy cái vỏ cây nó chóc ra rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ đi thì không có được nữa rồi. Mà bà con thì thường xuyên người ta phải qua lại cái chỗ này, tại vì cái đường này là bà con ở bên trong bên ngoài gì cũng đều đi qua đi lại hết á. Dạ đó. Thì hôm nay là Yến đã nhận được đủ số tiền để xây dựng khởi công, thì Yến cũng xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con có cây cầu yêu thương số 5 để bà con có thể đi qua đi lại. Dạ, thì cây cầu này á thì mình làm á thì chủ yếu là bà con trong đây người ta sẽ đi bộ là nhiều. Nếu mà có tại vì mai mốt thì cũng có làm đường, thì cái đường ở bên bển người ta sẽ làm một cái đường lộ đanh nhỏ, cho nên thì ở trong đây thì chủ yếu là người ta sẽ là đi xem, nếu mà có đường thì chủ yếu là chỉ đi xe máy thôi, chứ trường trong đây cũng không đi xe lớn được cô chú anh chị. Cho nên cây cầu này mình cũng làm một cây cầu nhỏ thôi, chiều ngang thì chỉ có 1m2 thôi, có nghĩa là hai cái lan can ở giữa mình lọt lòng sẽ là 1m, thì đủ để bà con người ta có thể chạy xe máy. Nhưng mà trước mắt thì chưa có đường thì người ta đi bộ trước. Và cái chiều dài á, thì hôm bữa là mình đo cái lòng sông này nè, cái lòng sông 18m, và cho nên chiều dài cầu mới làm ra là 26m. Lý do là cô chú anh chị thấy cây cầu của mình á, là cầu này bắt buộc mình phải làm cao như vậy để ghe thuyền người ta mới thông thương được. Thì nếu mà mình làm cao như vậy mà mình chỉ lại ít quá thì như vậy á, là khi mà cái dốc nó xuống nó sẽ bị đứng ra, rất là nguy hiểm cho bà con khi mà lên xuống. Cho nên bắt buộc mình phải làm cái dốc lại á, mình phải làm thiệt là dài ra. Thì khi như vậy á, thì khi cái dốc lại nó sẽ lại xuống nhẹ nhàng, đi qua đi lại nó cũng an toàn hơn. Cho nên á, chính vì vậy mà cái lòng sông chỉ có 18m, nhưng mà mình phải làm lại ra là tới 26m cho cái cầu này. Thì Yến cũng xin nói lại là cầu này của mình chiều ngang là 1,2m và chiều dài là 26m. Thì họ cũng đã tính toán và làm cho mình. Thì cây cầu này á, là làm là tổng chi phí là 80 triệu đồng. Thì đây là cây cầu của mình, cầu yêu thương số 5. Chút nữa Yến sẽ đọc tên danh sách của quý cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho mình cho cây cầu này. Và bây giờ mình qua mình coi nha. Thì ở đây nè, mình cũng đi đường ghe. Hiện tại giờ này là hơi trưa cô chú anh chị, cho nên trời nó rất là nắng. Do là hồi sáng giờ mình cũng muốn làm sáng sớm cho nó tốt, nhưng mà sáng sớm giờ cái đường nước này nè nó rất là thấp, nó không có nước lên để mà ghe vật tư có thể vô. Bây giờ đợi tới trưa như vậy nè, nước lên cao rồi mình mới có thể đi ghe vật tư mới có thể vô được, thì mới vận chuyển vô để mình làm khởi công được. Cho nên giờ này là trưa nó nắng quá. Nó mấy chú thợ giác vật tư giờ này cũng rất là cực. Cái này là mấy chú thợ bên chỗ bán vật tư người ta giác vô. Đó. Đi đường ghe thì khổ như vậy đó cô chú anh chị. Đi đường ghe là từ dưới ghe bơm để cát lên ghe, rồi xong từ trên ghe phải gánh lên từng gánh lên đây. Đó, và ở bên đây thì mình cũng có chuẩn bị vật tư là sắt nè, sắt rồi đồ đạc rồi để vận chuyển vật tư. Và bên đây thì mấy chú cũng đã cúng kiến để mình làm khởi công. Mình có làm một cái mâm cúng nhỏ nhỏ để làm khởi công. Thì như hôm trước Yên cũng có nói đó cô chú anh chị, là ở đây thì khu vực này thì trước đây là có một người thanh niên là đã mất ở trên cái sông này, ngay cái đoạn sông này rồi. Cho nên nó là ở đây thì cũng mình cũng cúng kiến xin phép rồi đàng hoàng để cho mọi thứ công việc này nó cũng được thuận lợi tốt đẹp hơn, xây cầu thợ bà con rồi cũng an toàn yên tâm. Thì khi mà được cái cầu này bà con ở đây người ta cũng rất là mừng, rất là quý cô chú anh chị, tại cái đây là một cái điểm mong mỏi của bà con luôn. Qua lại cô chú anh chị thấy cái cầu cây này nó quá trời nguy hiểm luôn, quá trời thấy ghê luôn. Nắng quá chừng bữa nay cô chú anh chị. Đó cây cầu này nè, đó cô chú anh chị thấy không, mấy cái cây nó đã chóc ra hết trơn, nó mục hết trơn, rất là nguy hiểm khi mà đi qua đi lại. Cầu này thì mình làm là cũng là cái cách làm là mình cũng làm theo đủ mà khối kết nối luôn, chứ mình không có làm gác đan nha cô chú anh chị, để cho nó có cái độ bền. Nếu mà mai mốt bà con người ta chạy xe máy đi qua đi lại thì nó cũng cứng cáp hơn, xài được lâu dài hơn cho bà con.
À, cho nên cái cầu này của mình là sẽ 80m, và cái chiều cao á, thì mình cũng làm chiều cao tương đương như vậy luôn. Tại vì cái chiều cao như vậy á, thì ghe tàu, những cái ghe lúa rồi người ta mới qua được, nó mới dễ. À, tại vì chứ không thôi là nếu mà để thấp quá thì khi ghe qua lại người ta qua không được thì mình không thấy được. Đó, bây giờ cô chú anh chị thấy Yến đang đứng ở trên bờ nè, mà cái bờ này là cách đến nước sông ở dưới cũng đã rất là cao rồi. Nhưng mà cái chỗ mà trên cầu, cái chỗ mà đi cái đỉnh cao nhất ở trên đó đó, nó cũng ngang cái đầu Yến ở trên đây luôn. Bởi vì cô chú anh chị thấy đó là cái cầu này của mình là sẽ rất là cao luôn. Nhà bên đây thì mấy chú thợ cũng đang bo sắt đều để chuẩn bị để mình làm. Ngày hôm nay thì mình vô mình cũng sẽ bo sắt trước, rồi bắt đầu mình sẽ đổ cột chân cầu. Đổ cột rồi mình để cho nó khô, khô rồi bắt đầu tới cái ngày mà khô rồi đó mình sẽ cắm cái chân cầu xuống dưới sông. Nhà cầu này á, thì mình làm cái phần chân cầu á cô chú anh chị, mình cũng làm là 4 hàng cột, mà mỗi hàng á thì mình chỉ làm có 2 cái chân cột thôi. Tại vì cầu này cái bề ngang của mình thì nó chỉ có 1m2, cũng rất là nhỏ, cho nên là mình chỉ là cần mỗi hàng thì mình làm 2 cây cột. Thì tổng cộng nguyên cái chiều dài của cầu thì mình sẽ có 8 cây cột tổng cộng. Nhưng mà mình làm theo phương pháp đổ khối á, thì nó sẽ rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, cho nên mình xài nó cũng yên tâm, không có sợ gì hết á. Và cầu này Hiển nghĩ là tại vì mình làm thì cũng, mặc dù là cầu nhỏ nhưng mà cái phương pháp mình làm thì nó cũng giống nhau, cho nên cũng có thể là mình làm là tầm khoảng cũng cỡ 2 tháng thì mới hoàn thành được. Tại vì cái chỗ này á, cái đường vận chuyển vật tư vô của chú anh chị thấy đó là chờ nước vô. Thật ra là Yến cũng định khởi công là khoảng 3 ngày trước rồi chứ không phải tới ngày hôm nay. Nhưng mà 3 ngày nay á, là mình không có ghe, mình kẹt ghe. Rồi tới hôm nay á, thì có ghe nhưng mà phải đợi con nước, đợi từ sáng sớm tới bây giờ. Thợ cũng đã vô đây chờ rất là lâu rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà tới giờ này thì vật tư mới vô để có thể làm được. Thì bây giờ Yến sẽ đọc tên danh sách với cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ xây dựng, giúp đỡ xây dựng cầu yêu thương số 5. Tổng số tiền mà Yến nhận được cho cầu yêu thương số 5 là 84.916.000 đồng. Thì trong đó là có chị Cindy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.740.000 đồng. Chị Tiffany ở Mỹ gửi tặng 400 đô Mỹ tương ứng 9.480.000 đồng. Chị Khánh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Gia đình anh Kỳ ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Gia đình chị Amy ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.740.000 đồng. Cô chú Giang Nhi Hoa Trâm ở bên Úc gửi tặng 5 triệu đồng. Chú Mạnh Thường Quân L ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Bác Đào Tôn và bác Lãnh Tôn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 350 Canada tương ứng 6.020.000 đồng. Cô Navi ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.740.000 đồng. Chú David Lục ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.740.000 đồng. Bác Hoàng Văn Nhân ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Bác Sang, bác Sen ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Hai cháu là Đông Đông, Cát Cát ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Hai anh là Sam Chiu và Lưu Chí Kiên ở Úc gửi tặng 3.196.000 đồng. Cô Ngọc Thiên Kim ở Pháp gửi tặng 1.500.000 đồng. Cô chú Cát Hứa ở Canada gửi tặng 150 Canada tương ứng 2.580.000 đồng. Gia đình của chú Trung Bách Trung Nhẫn ở New Zealand gửi tặng 2.800.000 đồng. Bác Đức, bác Khang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Bác Hùng Trần ở Texas, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Gia đình của bà Úc ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.740.000 đồng. Bác Tư ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Cô Từ Bi Hoa và cô Từ Tâm Hạnh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Cô Dung, chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.370.000 đồng. Chị Mỹ Sen ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân không nói tên gửi tặng 200.000 đồng. Tổng số tiền là 84.916.000 đồng.
Dạ. À, vừa rồi là Yến đã đọc vai danh sách quý cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Thì trong cái danh sách này á, là có một vài cô chú có gửi tiền cho Yến trong cái quỹ cầu, nhưng mà Yến không có chích vô, là tại lý do là cái cầu này, cầu của mình á, thì cái cầu cũng nhỏ cho nên chi phí á, thì chỉ có 80 triệu thôi. Thì Yến để dành cái phần đó cho cây cầu số 6. Thì tại cầu số 6 của mình á, thì mình làm một cây cầu lớn cho nên chi phí nhiều, thì Yến sẽ để qua bên đó nghe cô chú anh chị. Dạ. Và một lần nữa Yến cũng xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tặng giúp đỡ cho bà con làm được một cây cầu mới an toàn chắc chắn hơn để cho bà con đi lại thuận tiện dễ dàng hơn. Dạ. Và như thường lệ thì khi mà làm xong thì Yến cũng sẽ cái phần cầu của Yến sẽ để tên cầu là cầu yêu thương số 5, và cũng sẽ công bố danh sách, là một cái bản công bố danh sách đầy đủ tên của cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cùng với cái số tiền Yến sẽ công bố gõ và để ở bên cầu giống như những cái cầu trước đây. Dạ. Thì hôm nay là mình làm khởi công cầu, thì họ cũng đã vận chuyển vật tư vô và bắt đầu mình sẽ làm. Thì chắc là trong ngày hôm nay thì mình cũng chưa có đổ cột được tường, cho nên là ngày mai, bữa nay thì họ chỉ chủ yếu là bo sắt mà mình cúng kiến rồi chuyển vật tư lên cho đầy đủ. Bắt đầu ngày mai họ sẽ bắt đầu là đổ cột giống như thường lệ mình làm vậy đó cô chú anh chị. Và tới khi mà giọng cầu thì cũng sẽ đến và chia sẻ cái tiến độ này cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và về cầu số 6 thì hiện tại là Yến cũng xin thông báo là mình đã nhận được đủ số tiền để mà xây dựng cầu yêu thương số 6 rồi, cho nên nó là Yến cũng dự tính là trong vòng khoảng 2 ngày tới nữa thì Yến sẽ sắp xếp để mình khởi công luôn cái cầu yêu thương số 6. Tại vì cầu yêu thương số 6 là nằm ở bên huyện Mỹ Tú thì nó khác với bên đây là huyện Long Phú, thì mình sẽ làm là hai thợ riêng, thì mình sẽ làm cùng lúc song song luôn, không cần phải đợi nữa. Dạ. Thì có gì tới ngày khởi công thì Yến sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video này của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.